tiến trùng đây là cái dịch hại nó không phải là mới nhưng mà hiện nay đó bắt đầu nó bùng phát cho nên bà con chúng ta cũng cần phải có những cái quan tâm và chúng ta có những giải pháp trước để chúng ta làm sao để tránh nó gây ra thành một cái dịch để mà nó gây thiệt hại cho cái vườn cây ăn trái của bà con thì đây là một cái nhóm mà, mà gây hại mà nằm ở trong đất mà tấn công vào trong rễ do đó bà con chúng ta rất khó phát hiện mà khi bà con thấy cái triệu chứng nó xuất hiện ra rồi thì cây nó bị rất nặng do đó bà con cũng phải nên phát triển hiện, hiện sớm bà con kiểm tra bộ rễ xem cái khả năng mà phát ăn dinh dưỡng nó tốt hay không hoặc là chúng ta thế nhẹ lên ta xem coi rễ chúng ta có bị ảnh hưởng của tiếng trùng hay không tại vì tiếng trùng thì nó cũng có rất là nhiều loại dòng, một dòng thì nó sẽ sống ở trong rễ, nó chui vào trong rễ và một dần nó sẽ nửa trong nửa ngoài và nó sẽ tạo u sưng hoặc nó làm cho gây hại làm cho thối rễ, nó cũng rất là nhiều. Thì để giải quyết cái này thì bà con phải làm sao cho cái hệ thống rễ chúng ta khỏe trước. Khi mà bà con sống nó rễ khỏe thì khả năng xâm nhiễm của con tiếng trùng cũng rất là hạn chế và chúng ta khi nó có phát hiện rồi vẫn qua phải giải giải quyết triệt để liền thì hiện nay lọc trời chúng tôi cũng đã đưa ra một cái sản phẩm son đây là một cái sản phẩm mà đặc trị tuyến trùng mà con có thể sử dụng để chúng ta kết hợp vô chúng ta quản lý luôn cái con tuyến trùng và dựa vào có những cái vết thương của con tuyến trùng này nó gây ra rồi thì một hệ thống nấm trong đất nó lại gây ra rất là mạnh nó phát triển mạnh khi cái rễ yếu thì nấm nó sẽ phát triển thì trong nấm một số cái nhóm nó làm cho suy kiệt bộ rễ chúng ta nó rất là nhiều dòng mà chủ yếu là hai cái dòng quan trọng là cái nhóm fusarium nó gây vàng lá thối rễ và một cái nhóm phytophthora nó sẽ gây ra cái triệu chứng cũng thối rễ hoặc là xì mũ nước thân trên một nhóm nhóm cây trồng như là cây sầu riêng và họ cây có muối thì chúng ta thấy hiện nay cái giải giải pháp mà quản lý cái nhóm vàng lá thối rễ cũng như là xì mũ nước thân thì đó là một cái giải pháp mà còn phải áp dụng tổng hợp bằng nhiều biện pháp chứ thật sự đến khi triệu chứng nó xuất hiện ra chúng ta sử dụng biện pháp hóa học thì đây là giai đoạn cuối rồi Do đó, trong phóng sự bà con cũng đã chia sẻ chỗ một nhà nông tên Tạo cũng chia sẻ là ừ. trồng cây phải đắp mô nè, đó là bây biện pháp canh tác chúng ta phải đắp mô trước, chúng ta phải lên liếp cho cao và đặc biệt là phải thoát nước tốt trong điều kiện mùa mưa cũng như là cái mùa lũ này không bị ngập. Đấy rồi chúng ta phải bón phân cân đối để cho cây nó khỏe và một cái anh nữa là chỗ bảo. anh bảo anh sẽ chia sẻ là anh sử dụng rất là nhiều phân hữu cơ mà anh đã tính toán luôn là theo diện tích của cái mô đất và cũng như cái tán cây mỗi mét vuông thì bao nhiêu lượng phân như thế để giúp cho cây chúng ta khỏe thì khi chúng ta bón à, đắp mô cao rồi chúng ta sử dụng nhiều cái phân hữu cơ thì cái vi sinh vật có lợi trong đó nó phát triển rất mạnh thì cái rễ chúng ta cũng khỏe đi và khi nó có bắt đầu triệu chứng xuất hiện thì bà con áp dụng biện pháp khoa học là tới biện pháp cuối cùng rồi lúc này thì bà con đã thấy đã sử dụng cái Insuran cộng với cái Trico DHCT Insuran là một cái nhà, cái nhà thuốc mà chuyên quản lý cái nhóm nấm ở trong đất cộng với cái Trico DHCT DHCT là viết tắt của trường đại học Cần Thơ tại vì Trico mà thị trường nó cũng rất là nhiều dòng nhưng mà cái dòng của trường đại học Cần Thơ hiện nay là nó chuẩn và nó tốt nhất do đó bà con có thể phối trọn giữa Insuran cộng với cái Trico DHCT luôn à, có một số bà con đang thắc mắc là tại sao Insuran là thuốc trị nấm mà tại sao kết hợp luôn với cái nấm trico thì ở đây chúng tôi cũng chia sẻ là hiện nay chúng tôi đã làm rất là nhiều cái khảo nghiệm thì chỉ có cái sản phẩm insuran của tập đoàn lộc trời mới có quyền phối trộn được với cái nấm trico hai sản phẩm này phối trộn chung mà nấm vẫn phát triển bình thường còn tất cả các sản phẩm thuốc trừ bệnh khác bà con đưa nấm vô nó chết đấy thì bà con nên lưu ý để xem là cái trico phải phối hợp với cái sản phẩm nào bà con phải lựa cho đúng thì cái insuran cộng với trico mỗi một cái sản phẩm này bà con sử dụng khoảng 20 mươi gram cho 10 lít nước bà con sẽ tưới nhẹ vô cái hệ thống vùng rễ của cây trồng của chúng ta nhớ những cây nó đã bị thối rễ thì bà bà con phải tưới ít nhất hai lần hoặc là nặng thì bà con có thể tưới thứ ba lần cách nhau khoảng 7 đến 10 ngày thì cây nó phục hồi và sau khi nó phục hồi rồi lúc này chúng ta không có nên bón phân hóa học mà chúng ta nên bổ sung hữu cơ vào cũng như chỗ anh bảo đã bón thêm cái rizumic đây là một cái nấm cộng sinh rễ khi cái rễ nó yếu là chúng ta đưa cái rhizomic này vô là nó giúp cho cái hệ thống lông hút giả của cái cây chúng ta mạnh lên con nấm nó sẽ chui vào trong rễ một đầu nó nằm ở ngoài nó sẽ hỗ trợ hệ thống rễ chúng ta hút nước cũng như dinh dưỡng để đưa vào thì giúp cho cây khỏe thì nó làm gia tăng cái diện tích của vùng rễ lớn lên thì sau đó khi cây nó phục hồi rồi bộ rễ nó tốt rồi thì khả năng hấp thu dinh dưỡng tốt hơn thì lúc này bà con sẽ bón phân trở lại bình thường để